Nằm cạnh chiến đê thơ mộng, giữa cánh đồng lúa xanh thẳm, bên hồ nước mát lành, ngôi trường Trung học Phổ thông Yên Lạc 2, huyện Yên Lạc luôn tạo cho mỗi người qua đây một cảm giác gần gũi và thân thiện. Đây là cái nôi chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò, bay cao, bay xa. Từng góc sân, ghế đá, lớp học đã in dấu ấn rất nhiều kỷ niệm. Thấm thoát ngôi trường ấy đã tròn 40 tuổi, đầy sức trẻ. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn gian khó, nhưng cũng rất đỗi vinh quang và tự hào. Đến nay, trường Trung học Phổ thông Yên Lạc 2 ngày càng phát triển và trở thành cơ sở giáo dục uy tín của ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Bốn mươi năm xây dựng, trưởng thành, sự nghiệp chồng người của trường Trung học Phổ thông Yên Lạc 2 từng bước được khẳng định và phát triển qua các giai đoạn khác nhau. Năm 1984, trong bối cảnh đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình sau chiến tranh, trường được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường cấp 3 Yên Lạc, mang tên trường cấp 3 Liên Châu. Những năm đầu thành lập, trường chỉ có 9 lớp, 5 lớp 8 và 4 lớp 9, hệ 10 năm, với 419 học sinh và 18 thầy cô giáo. Khi đó, trường vẫn học nhờ tại trường cấp 3 Yên Lạc. Năm 1985, trường chuyển về xã Liên Châu. Năm 1988, trường đổi tên thành trường Trung học Phổ thông Vĩnh Lạc 4. Năm 1993, trường đổi tên thành trường cấp 2-3 Liên Châu. Năm 1997, trường đổi tên thành Trung học Phổ thông Yên Lạc 2 và mang tên này cho đến hôm nay. Toàn trường là cho học sinh là khiêng bàn ghế từ trường cấp 3 Yên Lạc ra đây như một cái đàn kiến mà đi dọc theo đường, và nhà trường phải liên hệ với các xã mà có học sinh đi qua và với công an là để bảo vệ, tránh hình tượng học sinh va chạm đánh đập. Thế ra đến đây thì ngày 20 tháng 3 thì đến 21 tháng 3 bắt đầu ngày học đầu tiên, thầy trò rất phấn khởi vì bắt đầu được đến với trường mới. Và 26 tháng 3 tổ chức kỷ niệm sinh nhật đoàn, thầy trò rất vui vẻ. Và từ đó đi thì khi ra ngoài này thì chân tay trắng, chỉ có bàn ghế học sinh và cái kinh phí thì Yên Lạc cho đâu được đó, không có kế toán, không có chủ, không có tài khoản. Mỗi nhà trường phải cử một giáo viên ra để ghi chép những thu chi hàng tháng vào Yên Lạc đối chiếu. Giai đoạn 1992-2002, dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, sự quan tâm đến giáo dục của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự phát triển chung về kinh tế xã hội, nhà trường đã bắt nhịp chuyển biến mạnh cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội. Mỗi lần về thăm là trường thay đổi. Có thể nói là có những sự thay đổi mà tôi không tưởng tượng nổi. Về trường khang trang, đẹp, tất cả những khẩu hiệu, mỗi khẩu hiệu đó chính là một cái mục tiêu hành động của trường và cũng là một cái mục tiêu của giáo dục. Phấn khởi, tự hào vì trường mình đã có những thành công rực rỡ và đã nối tiếp, nhưng đồng thời đã vượt xa tất cả thế hệ cũ của chúng tôi. Điều đó điều hạnh phúc. Thầy hiện tại, cho hiện tại đã làm cho chúng tôi vui, và thực sự là mỗi lần đến trường, cũng như cái hiện nay, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2018, trường Trung học Phổ thông Yên Lạc 2 đã thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện trong dạy và học, áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện. Cơ sở vật chất ngày một khang trang. Tuy còn nhiều khó khăn như phương tiện dạy học thiếu thốn, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, nhưng nhà trường đã nỗ lực vươn lên, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh liên tục tăng, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông ổn định ở mức trên 98%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học năm sau luôn cao hơn năm trước. Nhà trường luôn đi đầu trong việc áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, chú trọng vào việc phát triển tư duy phản biện và khả năng tự học của học sinh. Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn, đồng hành cùng học sinh trong hành trình khám phá tri thức.
chương trình học cũng được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của xã hội. Các môn học được lồng ghép với các kỹ năng sống, giúp học sinh không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn tự tin trong giao tiếp ứng xử. Năm 2015, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu quá trình phát triển của nhà trường. Các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao cũng được chú trọng, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe và phát triển kỹ năng mềm. Từ năm 2019 đến nay, quy mô nhà trường được phát triển ổn định với 30 lớp. Lực lượng giáo viên trẻ được bổ sung và đóng vai trò nòng cốt. Chỉ trong 5 năm, nhà trường đã đào tạo được 2.400 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, hơn 1.700 học sinh thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng, 356 học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học 2023-2024, trường có 73 cán bộ giáo viên nhân viên. Trong số đó, nhiều thầy cô giáo là giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua, 25 thầy cô có trình độ thạc sĩ. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, điểm bình quân các môn thi là 7,6. Trường Trung học Phổ thông Yên Lạc 2 đứng thứ 15 trên 33 trường trong toàn tỉnh. Các môn thi đều có điểm bình quân tăng hơn năm 2023. Trong đó, môn sinh học xếp thứ 6, môn toán xếp thứ 8 và môn vật lý xếp thứ 9. Số em đạt từ 24 điểm trở lên của các khối truyền thống có 288 lượt học sinh, chiếm tỷ lệ 60%. Trong đó, số em đạt từ 27 điểm trở lên có 54 lượt học sinh, chiếm 11,2%. Nhiều em là thủ khoa khối B, khối C toàn tỉnh và thuộc top 100 học sinh có điểm cao các khối thi toàn quốc. Thi học sinh giỏi văn hóa đạt 4 giải nhất, 13 giải nhì, 26 giải ba, 44 giải khuyến khích. Đây là thành tích cao nhất trong 10 năm trở lại đây của nhà trường. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi đạt trên 33%, học lực khá đạt trên 65%, xếp loại hạnh kiểm tốt khá đạt gần 100%. Những con số biết nói này đã khẳng định vị thế, đưa nhà trường vào top các trường có chất lượng giáo dục toàn diện cao của tỉnh, tạo được niềm tin cho học sinh và phụ huynh. Khi tôi được học ở dưới mái trường này, được các thầy, các cô đã dìu dắt, dạy dỗ tôi để cho tôi nên người như ngày hôm nay. Và tôi cũng cảm thấy rất là tự hào là mình lại được các thầy cô trao gửi niềm tin đã trao chuốt cho tôi để ngày hôm nay tôi được tiếp bước các thầy, các cô để cùng với các thầy cô tiếp tục công việc giáo dục của nhà trường. Ngay từ khi vào học lớp 10 ở nhà trường, tôi đã có mơ ước làm giáo viên và trở về trường công tác. Và từ sự ân cần dạy dỗ của thầy cô, tôi đã thực hiện ước mơ đó. Và từ những ngày trở về công tác thì tôi luôn luôn cảm thấy mình rất là xúc động và tự hào. Tôi nguyện mang hết sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình để cống hiến cho sự phát triển của trường Trung học Phổ thông Yên Lạc 2. Và qua đây thì tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã luôn dìu dắt và dạy dỗ em. Không có thầy cô thì sẽ không có em của ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất là may mắn khi mình là một thành viên của trường Trung học Phổ thông Yên Lạc 2. Lại cảm thấy là hạnh phúc hơn khi mà mình là một giáo viên ngữ văn. Bởi vì là mỗi một giờ học ngữ văn ở trên lớp ấy, thì mình không chỉ là cùng với học trò của mình khám phá những cái tri thức của bài học, những cái kiến thức trong sách giáo khoa. Giờ ngữ văn thực sự là một giờ sáng tạo, một giờ mà để cho học sinh của mình được thể hiện những cái năng lực của các em. Giờ học ngữ văn đối với tôi cũng còn là một cái giờ mà dạy người. Trong suốt 40 năm qua, chúng ta đã xây dựng nhà trường không những chỉ là nơi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh mà còn xây dựng ngôi trường Trung học Phổ thông Yên Lạc 2 trở thành một nơi như một mái ấm yêu thương, nơi gắn kết tình thân. Phát huy cái truyền thống 40 năm về thành lập trường ấy, thì đoàn cũng xác định được cái sứ mệnh của mình, đó là một cái cánh tay phải đắc lực của nhà trường trong việc rèn luyện học sinh và thực hiện cái sứ mệnh đó là giáo dục toàn diện học sinh trong toàn trường. Cùng với các hoạt động dạy học, nhà trường luôn quan tâm đến xây dựng cảnh quan môi trường, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Từng bước xây dựng thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành theo các tiêu chí của trường Trung học Phổ thông chuẩn quốc gia. Các hoạt động xã hội hóa, hoạt động từ thiện nhân đạo được thực hiện tích cực, qua đó giáo dục cho học sinh ý thức cộng đồng. Bên cạnh hoạt động dạy học, công tác đảng trong nhà trường
cũng được chú trọng. Hàng năm, chi bộ đảng kết nạp từ 1 đến 3 đảng viên. Đặc biệt, chi bộ đã bồi dưỡng và kết nạp được 6 quần chúng là học sinh xuất sắc của nhà trường. Được đi học thì đối với em cũng đã là một may mắn và một niềm hạnh phúc rồi ạ. Hơn nữa thì em còn được học tại trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 với bề dày kinh nghiệm 40 năm thành lập và trưởng thành ạ. Hơn nữa cùng với cả sự chỉ dạy tận tình của các giáo viên, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiều bạn bè thân thiện cởi mở thì em càng cảm thấy may mắn hơn và cảm thấy biết ơn hơn vì được học ở ngôi trường này. Ở đây có các thầy giáo, cô giáo vô cùng nhiệt huyết đã và đang giúp em rèn luyện và phát triển từng ngày. Chính vì thế em luôn tâm niệm là phải phấn đấu hơn nữa, trao dồi tri thức và đạo đức để trở thành một công dân tốt, trở thành một niềm tự hào nhà trường. Đúng như cô nói, hôm nay em trở về trường, ngày mai trường trở về em. Đối với em thì khi được học tập và rèn luyện tại ngôi trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 là một trải nghiệm vô cùng là quý giá và đầy ý nghĩa. Trường không chỉ dạy cho em về những kiến thức mà còn giúp em nâng cao được bản thân và khám phá ra được những đam mê của mình. Những phong trào, những hoạt động mà các thầy cô đã tổ chức cho em, điều đó luôn thúc đẩy em luôn cố gắng để đạt được thành tích cao, cũng như là để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp mà các anh chị trước đã gây dựng và cũng để làm rạng danh mái trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 này. 40 năm là khoảng thời gian không dài so với tiến trình lịch sử dân tộc, nhưng cũng đủ để khẳng định sự trưởng thành kiến tạo nên một diện mạo tươi sáng và vị thế vững chắc của trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2. Từ xuất phát điểm rất thấp với biết bao gian truân thử thách, nhưng với truyền thống giáo dục phát triển từ rất sớm, bằng tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, tất cả vì học sinh thân yêu, nhà trường đã phát huy nội lực, mạnh dạn bứt phá để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 đã trưởng thành về nhiều mặt, luôn tràn đầy khát vọng, tận tâm cống hiến để xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, xứng đáng là nơi khởi đầu của những ước mơ cho các thế hệ học sinh. Trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 luôn nằm trong cái top đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của nhà trường cũng đã trở thành các cái cán bộ lãnh đạo của tỉnh, của trung ương. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường cũng đã trở thành các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Với truyền thống giáo dục của nhà trường thì tôi tin tưởng rằng trong cái thời gian tới, chất lượng giáo dục của trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 sẽ tiếp tục được giữ vững nền nếp dạy học, tiếp tục được duy trì và trường cũng sẽ sớm dẫn đầu các cái phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh nhà. 40 năm xây dựng và phát triển, gần 16.000 học sinh đã lớn lên từ ngôi trường này. Họ tỏa đi muôn nơi, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Nhiều người đã và đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong các tổ chức, cơ quan của Đảng và Nhà nước. Nhiều người có học hàm, học vị cao. Có những người trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh, sĩ quan công an, quân đội, nhà giáo, doanh nhân, những người lao động chân chính, làm việc trên khắp miền Tổ quốc và cả nước ngoài. Họ là những người đã làm rạng danh mảnh đất quê hương, viết nên những trang vàng cho lịch sử nhà trường, tiếp thêm ngọn lửa truyền thống cho các thế hệ học sinh mai sau. Gần 40 năm chúng tôi tốt nghiệp và chúng tôi là những học sinh từ buổi đầu mà nhà trường sơ khai, chúng tôi giờ tất cả bạn bè của chúng tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành. Có những người thì cũng về được trường nhiều, nhưng cũng có người thì cũng ít về. Chúng tôi thì là những người mà được học tập công tác ở trên địa bàn tỉnh, cho nên chúng tôi cũng thỉnh thoảng qua lại và quan tâm đến nhà trường ở những cái phạm vi mà chúng ta có thể làm được. Chúng tôi rất là kính trọng các thầy cô. Chứng kiến cái sự trưởng thành của nhà trường, chúng tôi rất là phấn khởi. Trường thì ngày càng cơ sở vật chất ngày càng hiện đại. Các thầy cô thì được đào tạo bài bản, có trình độ, có kiến thức. Học trò thì rất là thông minh, được tiếp cận những cái kiến thức khoa học, những cái chân trời mới. Chúng tôi mong muốn rằng là trường phổ thông Trung học Yên Lạc 2 ngày càng phát triển và lớp lớp các thế hệ học sinh tiếp theo
thì sẽ trưởng thành để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tôi nhớ là trong cái thời gian đầu mà đi học ấy, thì các bạn học sinh cùng với các thầy cô cũng phải chia sẻ, cũng giúp các thầy cô trong kể cả cũng xuống ruộng để mà tăng gia sản xuất, để mà tham gia cũng gia tăng cho cái cuộc sống. Cũng như là chúng tôi khi mà học ấy, thì các cái điều kiện về phòng ốc rồi thư viện rồi các cái phòng thí nghiệm thì hầu như là chưa có gì. Mặc dù trong cái điều kiện như thế thì thầy và trò cũng rất là cố gắng và cũng nỗ lực trong những năm đầu tiên, thì tôi nhớ không nhầm thì nhà trường cũng đạt được rất nhiều các thành tích và cũng được sở giáo dục cũng như là toàn xã hội ghi nhận. Với những đóng góp cống hiến trong suốt 40 năm qua, trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như cờ thi đua, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức chính trị xã hội. Tự hào dưới mái trường 40 năm tuổi, thầy và trò trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tận tâm với sự nghiệp chồng người, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đưa nhà trường phát triển lên một tầm cao mới. Hội đồng giáo dục nhà trường luôn xác định xây dựng được cái trường học hạnh phúc, giáo dục toàn diện cho học sinh cả đức, trí, thể, mỹ. Chúng tôi luôn luôn xác định là lấy học sinh làm trung tâm, thầy cô làm động lực, nhà trường làm bệ đỡ, gia đình, xã hội thì lành mạnh để mà giáo dục các em phát triển một cách toàn diện nhất. Ban giám hiệu và công đoàn nhà trường thì luôn luôn là chăm lo đến đời sống, kể cả về vật chất và tinh thần đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, và đặc biệt là quan tâm đến những học sinh mà có hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì chúng tôi tạo điều kiện giúp đỡ nhất để các em đến trường. Nhà trường thì chúng tôi luôn luôn tập trung mọi các cái nguồn lực để mà xây dựng cái cơ sở vật chất nhà trường, duy trì được nhà trường luôn luôn là xanh, sạch, đẹp và tạo cái môi trường lành mạnh để cho các em đến trường, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Phối hợp tốt với các cơ quan đoàn thể, với các chính quyền địa phương để ngăn ngừa từ xa các em không vi phạm vào các cái tệ nạn xã hội, để mà các em sau khi ra trường có thể bay cao, bay xa trên mọi miền Tổ quốc. 40 năm một chặng đường là kết tinh biết bao mồ hôi, công sức, trí tuệ của các thế hệ thầy và trò nhà trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 đã dày công vun đắp. Tự hào về quá khứ, vững tin vào hiện tại và kỳ vọng vào tương lai, cùng với sự đoàn kết của tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 sẽ bước tiếp những bước vững chắc, xây dựng nhà trường trở thành một điểm sáng về giáo dục trên quê hương Yên Lạc anh hùng. Sao em đi?